Là một cơ hội đầu tư sinh lời cũng như là sẽ được tỏa sáng nếu như cả nhà mình nắm bắt được cơ hội để sở hữu khuôn viên này trong không gian cũng như là vị trí của căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng này ha. Vâng, đây là vị trí của căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng mà em Huyền muốn giới thiệu cho cả nhà thân yêu. Trước khi mình cùng nhau khám phá và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khuôn viên căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng này thì cả nhà ơi, cho em xin một nút đăng ký kênh Nhà Đất Nguyễn Đoàn để mình nhận được những video tiếp theo ha. Căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng của nhà mình thì tọa lạc trên mặt tiền Nhị Bình 5. Đây là con đường mặt tiền Nhị Bình 5 này. Mình di chuyển theo hướng tay em là sẽ ra Nhị Bình 26 và ngay cầu Bà Năm mình di chuyển vào là đã tới khuôn viên của nhà mình rồi. Và đằng trước nhà mình cũng có một khuôn viên có thể nói là triệu đô cho gia đình mình. Đó là không gian bờ kênh này khi được cải tạo thì rất là thoáng mát cũng như là mình có thể câu cá giải trí ở khuôn viên phía trước này ha. Một không gian xanh sạch đẹp cho gia đình mình. Mời cả nhà theo em Huyền vào bên trong để khám phá. Đây là cơ hội đầu tư cũng như là tỏa sáng của gia đình mình nếu cả nhà mình biết nắm bắt cơ hội này. Theo em mình vào bên trong để khám phá không gian bên trong của căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng này ha. Không gian của biệt thự vườn nghỉ dưỡng của nhà mình có diện tích ngang 60, dài lên tới 70m và tổng diện tích là 4.038m. Trong đó đã có 300m thổ cư rồi. Đây có thể nói là một cơ hội vàng để gia đình mình có thể là được sở hữu khuôn viên này. Khuôn viên này chỉ có 38 tỷ còn thương lượng mạnh trực tiếp với chủ nhà là mình đã được sở hữu. Hãy cứ nhắc máy với em Huyền nếu mình cảm thấy là khuôn viên này phù hợp với gia đình mình để cuối tuần gia đình mình có thể nghỉ dưỡng vui chơi với con cháu cũng như là ông bà lớn tuổi ở không gian này ha. Rất là tuyệt vời cho không gian xanh sạch đẹp tọa lạc ngay xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Từ đây mình di chuyển về trung tâm của Sài Gòn chỉ hơn nửa tiếng thôi là mình đã tới, rất là gần ha. Một khuôn viên vô cùng xanh sạch đẹp cho gia đình mình. Khuôn viên phía trước này mình có thể vui chơi giải trí cũng như là tổ chức những bữa tiệc cuối tuần cho gia đình mình ha. Một không gian cây xanh rất là nhiều luôn. Trái cây cũng như là xoài mít rất là nhiều cho không gian của mình. Và một căn nhà mái Thái cho gia đình mình nghỉ dưỡng này với phong cách rất là chắc chắn ha. Họa tiết gam màu cũng khá là nổi bật cho khuôn viên nhà mình. Cả nhà ơi, cơ hội sinh lời, cơ hội đầu tư và phải nói là một sự may mắn cho gia đình mình khi được sở hữu không gian này. 38 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà là mình đã được sở hữu rồi. Một không gian phía sau này mình có thể là nuôi trồng, nuôi các con vật này. Và đây là một đàn heo rừng để cung cấp những bữa ăn xanh sạch cho gia đình mình ha. Những con heo này khi mà thịt lên là những món heo nướng phải làm cả chục lon bia luôn đấy cả nhà ơi. Một không gian vừa có thể là nuôi trồng cũng như là tổ chức bữa tiệc BBQ rất là ổn định và lại rất là khá. Wow, khuôn viên này tuyệt vời quá hả cả nhà. Một cơ hội và nếu mà mình thật sự là muốn tỏa sáng trong khuôn viên này thì cả nhà ơi hãy nhanh tay để mình chốt ngay khuôn viên của căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng này nha. Không gian vào bên trong với em để mình khám phá không gian phía bên trong của căn nhà nghỉ dưỡng cho gia đình mình ha. Không gian rất là tuyệt vời. Mời cả nhà theo em Huyền vào bên trong. Chỉ có 38 tỷ còn thương lượng thôi nha cả nhà. Hãy nhanh tay và cho em Huyền xin một nút đăng ký kênh Nhà Đất Nguyễn Đoàn nha. Mời thêm nè. Đây là không gian bên trong. Dạ đây. Chào bác chủ nhà. Rồi cả nhà ơi, mình vào bên trong để khám phá không gian bên trong của căn nhà. Bước tới căn nhà thôi là một em cảm thấy là rất là thoáng mát luôn. Không gian của nhà mình là không gian xanh sạch. Bàn để mình có thể là tiếp những vị khách của gia đình mình ở đây ha. Cửa cũng được chỗ ở không gian này, rất là thoáng mát cho căn nhà của mình. Một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng vào những ngày cuối tuần cho gia đình nhà mình. Không gian bên dưới cũng như là bếp nấu ăn được bố trí khá là hài hòa và hợp lý. Không gian phía sau của nhà mình, một bộ bàn ăn này được thiết kế ở đây này. Không gian sân sau và có cả cửa mình lấy ánh sáng cũng như là thông thoáng cho căn nhà của mình, cực kỳ mát nha. Bước tới đây thôi em cảm thấy rất là thoáng mát. Không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này. Và có 3 phòng ngủ cho gia đình mình. Đây là phòng ngủ. Dạ. Đây là phòng ngủ của nhà mình.
rất là thoáng mát ha, những họa tiết trang trí. Gia chủ ở đây đang ở nên là đồ đạc cũng hơi nhiều ha. Không gian rất là thoáng mát, khu vực nhà vệ sinh của nhà mình này. Quá là tuyệt vời. Chỉ có 38 tỷ còn thương lượng cho một khuôn viên đất vô cùng vuông vức này. Đã có 300 thổ cư và tổng diện tích là 4.038 m. Hãy cứ nhấc máy khi căn nhà nghỉ dưỡng này phù hợp với mình để em có thể dẫn cả nhà mình đi coi trực tiếp và có mức thương thảo với một cái giá cả hợp lý cho gia đình mình nhé. Hãy cứ nhấc máy gọi với em Huyền ngay nhé. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi kênh Nhà Đất Nguyễn Đoàn. Cho em một tim, một like và đặc biệt là nhớ đăng ký kênh Nhà Đất Nguyễn Đoàn nha. Xin chào.